có bản lĩnh thì giết tôi đi. Giết tôi đi. Báo cáo. Thiếu tá, người của quân bộ tới rồi. Tôi sẽ để anh sống thật tốt. Trần Như Ca, thân phận là bạn học cũ. Hoặc cô làm tôi chết đi, hoặc giúp tôi gấp đạn ra ngoài. Chữa bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ, nhưng đối với ông, tôi phải dùng đến ngoại lệ. Bệnh viện cô Phương đã chết 34 người rồi. Đây là chiến tranh. Chiến tranh chính là vũ khí giết người đoạt mạng. Cô hiểu không? Tôi là quân nhân của đế quốc, tôi phải thi hành chức trách của bản thân. Ông giống như những phần tử quân đội quốc gia. Có gì khác nhau sao? Các người đều điên hết rồi. Điên thì sao? Đợi khi chúng tôi thắng lợi rồi, chúng tôi chính là kẻ điên có quyền lực vô tận. Quân bộ xác nhận Kitano vẫn chưa chết. Tô Châu đẹp quá. Cô ấy luôn khiến tôi nhớ tới câu thơ Yểu Điệu Thục Nữ: quân tử hảo cầu. Từ mười mấy năm trước, lần đầu tiên tôi tới Tô Châu, liền yêu Tô Châu. Không ai có thể hiểu tôi yêu Tô Châu như thế nào. Tâm trạng của thầy em có thể hiểu. Lập Văn, em muốn hiểu được tôi, còn cần ít nhất 10 năm nữa. Nhớ lấy, mặc dù chúng ta thoát thân, nhưng Vũ Bằng lại bị bắt làm tù binh. Sau khi lên bờ, em hãy bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, đừng để sai sót. Rõ. Nhiệm vụ lần này của em chính là cứu anh Cung Bằng. Nếu như không cứu được, thì em sẽ giết anh ta. Lập Văn, thân thủ của Cung Bằng mạnh hơn cậu, nhưng đầu của hắn không đủ linh hoạt. Ở điểm này nó không bằng cậu. Chu Khải Văn, anh trai của cậu, tôi rất xem trọng, nhưng chỉ vì một người phụ nữ, bởi vì Trần Như Ca mà gặp phải ám hại, quá đáng tiếc. Lão gia, lão gia, lão gia, nhị thiếu gia về rồi. Cha. Cha, ta luôn trông ngóng con về. Nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Con biết rồi. Đi, vào trong nhà nói. Vào trong nhà nói. Cha. Lập Văn, anh trai con nó. Cha, chuyện này con biết rồi. Ngồi đi, ngồi xuống đi. Giả tâm của lũ giặc này quá lớn. Ta thấy trận này càng đánh càng to. Ta rất lo bọn chúng nhốt con lại, không cho con về. Cha, việc con xin phép về nước đề nghị ba lần mới được phê chuẩn. Ngoài ra, chuyện anh trai con đến Tô Châu mới biết được. Có điều cha yên tâm, con nhất định tìm ra nguyên nhân, giúp anh trai báo thù. Không không, Thượng Hải sắp bị bọn giặc chiếm rồi.
Ta thấy Tô Châu cũng sắp không trụ nổi nữa. Con có thể bình an quay trở về lúc này đã là rất tốt rồi. Việc báo thù cho anh trai con tạm thời bỏ qua đi. Nhưng lúc lũ giặc chưa đánh đến Tô Châu, con chuẩn bị một chút, đến nhà cậu ở Đông Đình Hồ lánh nạn một thời gian. Nhà họ Chu chúng ta chỉ còn một người con trai là con. Cha, chuyện đi trốn đó có thể quản lại, không cần phải vội. Bây giờ nên đi thăm chị dâu của con trước. À không, nên gọi là Như Ca. Bọn họ còn chưa kết hôn. Việc xảy ra chính là như vậy. Con ác chủ bài tên Kitano Kitama quả nhiên không phải lời đồn đãi. Tôi khinh địch rồi. Phương tiên sinh, cậu bắt được Cung Bằng đã lập một công lớn rồi. Không phải tôi, là chúng tôi. Lần này Cung Bằng bị bắt chính là chặt đi một cánh tay đắc lực của tên Kitano. Chỉ cần chúng ta hợp tác chân thành thì nhất định sẽ diệt trừ được chúng. Cô không định nói với tôi sao? Đúng là không chuyện gì có thể giấu được anh. Khi chúng tôi ám sát Kitano, cô đuổi theo thế nào? Thật ra tôi đến bệnh viện cô Phương. Lúc đó anh và thiếu tá Cân đang chuẩn bị rời đi. Tôi vẫn luôn đi theo. Là cô ngăn cản kẻ bắn tỉa của Kitano. Kỹ thuật bắn súng của cô lần trước tôi đã được lĩnh giáo. Nữ cộng sản các cô đều giỏi vậy sao? Cho nên ông chủ thiếu không cần phải lo cho sự an toàn của tôi. Bất kỳ nhiệm vụ nào anh cũng có thể đem em theo. Anh đi đâu em theo đó. Nếu như cô là đàn ông, chắc chắn là một người lính giỏi. Tôi sẽ tuyển cô vào đội đầu tiên. Trần Như Ca, tôi đang cứu cô. Thầy Kitano đã tới Tô Châu. Chỗ này sắp bị hoàng quân chiếm đóng rồi. Nếu như bây giờ cô cứu tôi ra, đến lúc đó cô chính là người có công. Bằng không, hoàng quân vừa tới, cô và người nhà của cô. Như Ca, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Thiếu tá, trời lạnh rồi, chú ý sức khỏe. Thiếu tá, nào. Thiếu tá, mau ngồi đi. Được. Cung Bằng thế nào rồi? Hắn nói chưa? Tên tiểu tử này còn khó đối phó hơn lũ Nhật. Một chữ cũng không nói. Tôi có một cách có thể tiếp cận được Kitano Kitama. Cách gì? Lúc tôi còn du học bên Nhật, từng là học sinh được Kitano đắc ý nhất. Tôi muốn thể hiện ý nguyện gia nhập quân đội Nhật với Kitano thông qua Cung Bằng. Như vậy không phải điều tra được nơi hắn lẩn trốn sao? Tuyệt đối không được. Tại sao? Vì tôi không cho phép cô mạo hiểm. Chiến tranh là việc của đàn ông. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Đàn ông vì phụ nữ, vì con cái, có thể đi đánh trận, đổ máu hy sinh, đều là chuyện nên làm. Phụ nữ trời sinh nên được đàn ông bảo vệ. Nhưng chiến tranh xảy ra rồi, ai cũng không thoát được. Thiếu tá, đáng để thử một lần. Đại tiểu thư, tôi càng ngày càng tôn trọng cách làm người của cô. Cô là người phụ nữ tài giỏi, một người kiên cường. Đối mặt với chiến tranh, ngoài kiên cường còn sự lựa chọn nào khác nữa sao? Lựa chọn của cô chính là sống tiếp. Tôi phải đi rồi. Lập tức lên chiến trường. Anh phải đến tiền tuyến. Không,
là trận đánh xung quanh Tô Châu. Điều này có nghĩa là Thượng Hải sắp không trụ nổi nữa rồi. Lũ giặc sắp đột phá Thượng Hải, chiếm lĩnh Giang Nam, thậm chí là Nam Kinh. Lần này đi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ rồi, không có ý định sống sót quay trở về. Thiếu tá, anh nhất định phải sống để quay trở về. Cô cũng phải sống cho thật tốt. Như vậy còn có thể lưu lại một tưởng niệm cho tôi. Cho dù tôi chết trên chiến trường, chỉ cần biết cô bình an, tôi không còn gì hối tiếc nữa. Nghỉ ngơi sớm đi. Lũ giặc đáng chết. Mẹ kiếp, dám giết con dâu và con trai ta. Ông trời ơi, bà cháu chúng tôi sống thế nào đây? Ông trời ơi, bà cháu chúng tôi sống thế nào đây? Sao anh lại ở đây? Hôm nay là 49 ngày của em gái tôi. Tôi qua đây gõ chuông cầu phúc cho nó. Còn cô, chiến tranh đang cận kề. Bây giờ bên ngoài loạn lạc, tôi muốn cầu phúc cho người dân thành Tô Châu. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bác sĩ Trần, không phải thiếu tá bảo chị không được chữa cho tên Cung Bằng sao? Vết thương của hắn đã mưng mủ rồi, sốt không ngừng, chuyển thành viêm phổi rồi. Nếu còn không trị, hắn sẽ chết đó. Chết cũng đáng. Làm hắn gian còn cây ngay không sợ chết đứng như vậy. Cung Bằng chết không đáng tiếc, nhưng bây giờ vẫn phải sống tiếp. Hắn phải nói cho thiếu tá Cân những người hắn gian còn lại đang ở đâu. Tiêm cho hắn một mũi vaccine đi, hạ sốt cho hắn. Thật là có lợi cho tên hắn gian này. Bao nhiêu binh sĩ muốn dùng vaccine còn không được dùng. Chị dâu Lập Văn, em quay về khi nào thế? Em vừa tới Tô Châu hôm nay. Nghe cha em nói, mỗi khi anh trai em tới đều đem cho chị một nồi canh. Bây giờ anh trai không còn, nhưng em thấy không thể thiếu canh được. Nào, nhân lúc còn nóng, uống đi. Cảm ơn em, Lập Văn. Có điều lần sau tới, đừng đem canh tới nữa. Rất phiền phức đó. Nếu như Lập Văn biết anh trai hắn vì làm hắn gian mới chết, chắc chắn là đau lòng lắm. Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần, bác sĩ Trần, Cung Bằng lại làm loạn rồi. Chị mau qua xem đi. Hắn nói không tiêm cho hắn, hắn sẽ tự sát. Mau tìm bệnh lý ra đây.
Lập Văn, chị còn một bệnh nhân quan trọng, chị không ở đây với em nữa, em về trước đi. Vâng, chị làm việc đi. Vaccine. Bạn học cũ, vẫn là cô có tình có nghĩa. Thầy Kitano từng đồng ý với tôi, đợi Hoàng quân chiếm lĩnh được Tô Châu, tôi chính là sư trưởng đặc biệt của thành Tô Châu. Đến lúc đó cô... Cô làm cái gì? Cô... Bác sĩ Trần, hắn làm sao vậy? Chết rồi, thắng chết rồi. Mau, người đâu? Mau đến đây, mau, mau, khiêng xuống xe đi. Chú ý, cẩn thận đó. Mọi người cẩn thận, chậm thôi. Nào, chậm thôi. Cẩn thận. Bạch Phó Quan, Bạch Phó Quan, Bạch Phó Quan, cậu kiên trì với tôi, tránh ra hết đi. Bạch Phó Quan sao bị thương thế này? Tôi phải cậu ta đi Hàng Châu điều tra, gặp phải mai phục của giặc. Bác sĩ Trần đâu? Bác sĩ Trần sao còn chưa tới? Cung Bằng chết rồi, cô ấy đang điều tra nguyên nhân. Vậy cô làm đi, cô nhất định phải cứu sống cậu ấy. Được, mau gọi bác sĩ Hồ tới. Mau, giải tán hết đi. Mau, giải tán đi. Cô nói Cung Bằng bị người khác đầu độc chết sao? Cung Bằng chết là do trúng độc cyanogen. Vậy ai là người hạ độc? Ở cửa có người trấn thủ, không thể nào có người tiếp cận hắn được. Nhất định là do hắn gian làm. Vì muốn giết người diệt khẩu, bọn chúng dám lợi dụng tất cả mọi thứ.